xin được đến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình mong muốn mang đến những thông tin sức khỏe hữu ích gửi đến quý khán giả. Và thưa quý vị, trong những số phát sóng lần trước với chủ đề về hen suyễn thì nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình, đó là làm thế nào để kiểm soát điều trị bệnh viêm phế quản mãn tính hiệu quả, an toàn và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được giải đáp những thắc mắc này của quý vị qua phần trò chuyện cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Chiêu Quanh, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhân dân 115. Kính chào bác sĩ ạ. Chào MC Thanh Phương, kính chào quý vị khán giả. Dạ, và trước khi đến với phần trò chuyện cùng với bác sĩ Chiêu Quanh, xin mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình nhé. Sắp đám sinh nhật của con Tám, tôi tính bận một cái áo đầm màu tím nha. Phải lớn từ ở ngoài cửa chính lên cho tới sân khấu tôi mới chịu. Bà đã chơi kiểu đó, tôi chơi giống vậy tôi đâu có làm đây bà. Tôi sẽ kiếm cái màu xanh giống vậy mà một lumino đó, tôi mặc vô. Tôi thấy hai cái đèn anh ông, tôi cặp hai bên nách tôi nè. Vừa bước vô cái tôi bấm cái nó nhá. Hạp 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 hạp. Thứ gì chịu nổi nữa. Bà là mẹ thiên hạ tôi như má thiên nhiên vậy. Bước vô một cái nó sáng mà biết không, dây chánh này rụng nụ. Ơi, bà thở dài vậy cái gì? Trời đất ơi. Trong đây có ba đứa, ba làm như ba chết ngồi vậy đó. Đồ bà là bà chặt tụi tôi đúng không? Đang suy nghĩ chặt đồ tụi tôi đúng không? Ê, nó nghe nè, làm cái hộp gỗ xong chui vô đó kêu tám người khiêng mới nổi. Nó nghe nè, sống mà khó quá làm chi quéo là vậy. Sống ta thoải mái cởi mở, người nào người đấy ta tròn do dễ thương. Bà nói đúng á, bà đừng có sửa cái gì đó bà. Sửa cái nết lại thôi nha. Tự nhiên tôi khó hả? Có lý do mà. Lý do gì? Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi nhỡ luôn. Là ý nói con Tám không có mời đúng không? Chứ còn gì nữa. Nhắc tới tao nó giận ứa gan nè. Bây giờ tôi đi về nè, có ai giữ lại tôi không? Không tôi đi về đó. Ê nó nghe nè, giờ ví dụ hai đứa tao nó không giữ cái làm sao ta? Thì tôi không về. Thấy không, có tánh kỳ, cái nết kỳ bởi vậy. Điện thoại bà đúng không? Mở máy cái gọi Tám cái coi. Bạn rồi bè với nhau có ba đứa. Dành tiền mua hai đèn neon luôn anh. Kẹp cái nách rồi. Tám A8. Khỏi nói đi, khỏi hỏi. Tao ra ngồi kế nhỏ mắt con bố. Khỏi nói luôn thì bực bội quá rồi. Nó nghe nè, bây giờ nó giận. Tôi không có muốn đi. Vậy thôi. Cái gì mà lia lịa vậy nha. Rồi sao? Thấy chưa? Bà Tám mà nói bà này bà ho có cái lên bệnh truyền nhiễm cho nên ngại giờ. Nhiều khi tiệc tùng ta tới rồi cái bà ho rồi khách cứu người ta kỳ hiểu không? Ha hèn. Không có nghe mấy bà ngồi đây các bạn. Mở mặt ra nói thì lại có lâu hơn tôi. Trời bực bội quá đi. Đó, rồi vậy đi. Bà qua bên đây bà ngồi. Nó nói gì nói đi. Cái này là thiệt nè, bà bị gì vậy bà mà ho thấy ghê vậy? Ơi, không hồi lao. Chứ thôi, không hồi lao. Tôi bị viêm phế quản mãn tính, năm nào cũng ho đợt vài tháng vậy đó. Là bà thấy á, nó cứ dướng cái đàm này nè, khạc không ra, nuốt không vô. Ủa mà cái lý do gì mà bị bệnh lâu vậy mà sao bà không chịu chữa đi? Họ cứ đáo năm cái bà bị mấy tháng trời ho luôn. Sao không chữa đi để cho ta đồ mà bị truyền nhiễm? Để lâu nó rất là nguy hiểm, rồi làm cho khó thở, rồi suy tim, suy hô hấp. Còn... thiệt ra tôi cũng có chữa, có mua thuốc uống đàng hoàng. Vậy hả? Là mỗi một lần mà bệnh lên cơn á là cũng ra tiệm thuốc tây mua kháng viêm, kháng sinh, rồi giãn đàm, rồi uống bậy bạ vậy đó. Trời, nhưng mà không có hết. Bà bệnh mà không chịu đi khám bác sĩ, bà ra bà ho thấy ghê với bà luôn à. Chữa trị chứ để lâu dài là không ổn đâu đó. Là tụi tôi là một coi bạn luôn á. Bây giờ mình hỏi bác sĩ tư vấn đi. Hỏi ấy được hết bệnh cho bà đi cho bếp đê chung với mình cho nó vui. Đúng rồi, hỏi bác sĩ đi. Thưa bác sĩ, đầu tiên xin bác sĩ có thể cho biết là bệnh viêm phế quản mãn tính là gì, nguyên nhân cho đâu và những cái biểu hiện của nó ra sao, cũng như là những cái biến chứng như thế nào ạ? Bệnh viêm phế quản là một bệnh mãn tính và diễn tiến âm thầm. Tuy nhiên mình chỉ có thể kiểm soát được nó nhưng mà không điều trị được dứt điểm. Do đó mục tiêu điều trị của chúng ta là phải làm sao kiểm soát được bệnh, hạn chế được các đợt cấp, thường là ở những bệnh nhân trên 40 tuổi có hút thuốc lá hoặc là tiếp xúc với khói bụi trong một thời gian dài thì nó sẽ dễ mắc cái bệnh này hơn. Thì bệnh này nó biểu hiện một cái triệu chứng là ho khạc đàm kéo dài, và để chẩn đoán nó thì người bệnh phải ho và khạc đàm kéo dài trên 90 ngày trong một năm và liên tiếp trong 2 năm. Và biến chứng của căn bệnh này như thế nào ạ? Là niêm mạc của đường hô hấp nó sẽ bị tổn thương, nó gây ra một cái tình trạng là tăng tiết đàm, sẽ gây ra một cái phản xạ ho để tống cái đàm ra. Thì đến một cái giai đoạn là diễn tiến nặng lên thì cái lượng đàm nó sẽ nhiều hơn. Cái lượng đàm ứ động đó nó dễ gây ra tình trạng bội nhiễm. Khi bội nhiễm vi khuẩn thì cái đàm nó sẽ chuyển màu ra thành màu xanh hoặc màu vàng, và bệnh nhân có cái biểu hiện là của đợt cấp là sốt, ho và khạc đàm, có tình trạng khó thở trong giai đoạn đợt cấp. Và diễn tiến nặng dần lên thì nó sẽ chuyển qua một cái bệnh lý khác gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có thể gây ra những cái biến chứng như là khó thở, giảm oxy máu kéo dài, suy tim phải,
hoặc là tình trạng là bệnh nhân suy kiệt, là bệnh nhân sẽ dần đưa đến một tình trạng là giảm oxy máu mãn tính, và những cái triệu chứng đó có thể làm cho bệnh nhân bị tử vong. Dạ, nguy hiểm như vậy, xin bác sĩ có thể chia sẻ về hướng điều trị cũng như là cách để mình kiểm soát được bệnh ạ? Viêm phế quản mãn tính nó chia làm hai giai đoạn, bệnh nhân vào đợt cấp. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn duy trì ổn định của bệnh. Thì nếu bệnh nhân vào đợt cấp thì lúc đó đa số những bệnh nhân bắt buộc phải đến bệnh viện để khám bác sĩ và chỉ định thuốc dùng. Thứ nhất là điều trị được cái tình trạng viêm phổi, thứ hai là giảm được cái tình trạng ho và khạc đàm nhiều. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn khi mà bệnh nhân đã ổn định, đi vào cái giai đoạn là điều trị duy trì. Bệnh nhân phải tuân thủ những cái biện pháp không dùng thuốc. Cái thứ hai là phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đối với cái phương pháp mà không dùng thuốc á, thì bệnh nhân phải cai được thuốc lá, tránh các yếu tố nguy cơ như là tránh các bụi bặm, tránh ô nhiễm môi trường. Dinh dưỡng cho bệnh nhân phải tương đối đầy đủ, bổ sung vitamin, protein. Bệnh nhân phải giữ ấm cho cơ thể, cần tiêm ngừa cúm, phải tái khám định kỳ. Cái thứ hai nữa là những cái thuốc mà sử dụng trong viêm phế quản chủ yếu là những thuốc long đàm, bài thuốc giãn phế quản. Đối với kháng sinh thì người ta hạn chế dùng trong giai đoạn duy trì. Thưa bác sĩ, trước tình trạng là kháng thuốc rồi nhờ kháng sinh và thêm vào đó là những tác hại của việc sử dụng corticoid, vì vậy mà nhiều người, đặc biệt là các bác sĩ từng khuyên rằng nên chuyển hướng điều trị là đông tây y kết hợp. Quan điểm của bác sĩ về điều này như thế nào ạ? Những bệnh nhân bị những cái bệnh phổi mãn tính bắt buộc bệnh nhân là phải dùng thuốc lâu dài. Đối với thuốc tây thì nó có thể gây ra một số các biến chứng phụ. Các thuốc giãn phế quản nó làm cho nhịp tim bệnh nhân tăng hơn bình thường, run tay, yếu cơ, có thể bị rợp tẻ. Đối với những cái thuốc ví dụ như corticoid thì nó có thể gây ra những tình trạng như là viêm loét dạ dày, loãng xương, hoặc là gây ra một triệu chứng là hội chứng Cushing. Do đó hiện nay các bác sĩ có xu hướng là khuyên bệnh nhân dùng phối hợp giữa đông và tây y. Có một số thuốc đông y nó có thể hỗ trợ thêm cho bệnh nhân giảm được các triệu chứng và giảm được các liều điều trị của thuốc tây, nhằm hạn chế được tác dụng phụ của thuốc tây và tăng cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân trong giai đoạn ổn định. Theo tôi được biết thì bên đông y có một số các sản phẩm có chiết xuất từ những cái thành phần tự nhiên an toàn, ví dụ như là cao lá hen. Thì trong cao lá hen có các thành phần là alpha beta amylin, thì cái chất này nó ức chế cái leukotriene, làm cho bệnh nhân là giảm được cái triệu chứng viêm. Ngoài ra cao lá hen nó cũng làm cho giãn cơ trơn phế quản, làm cho bệnh nhân đỡ khó thở hơn. Ngoài cái cao lá hen ra thì còn có một số các thành phần khác, ví dụ như cốt khí củ thì nó có tác dụng long đàm, thành phần anticốp thì nó có tác dụng là kháng histamine, ức chế được cái sản xuất histamine thì cái triệu chứng ho nó sẽ giảm. Và một số chất có tác dụng chống oxy hóa như là L-carnitine, acid lipoic thì nó có tác dụng chống lại cái quá trình oxy hóa, trung hòa các gốc tự do đó mà nó có tác dụng làm giảm được các đợt cấp, làm cho bệnh nhân cơ tăng sức đề kháng mạnh hơn, và từ đó nó sẽ giảm được các biến chứng do các bệnh phổi mãn tính gây ra. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ hữu ích về sức khỏe dành cho quý vị khán giả. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với tiểu phẩm của chương trình nhé. Hay quá ha. Nhờ bác sĩ nói mà tôi mới biết là cái bệnh viêm phế quản mãn tính tôi không có coi thường được đâu. Thì đó, bà Tư chị bà Sáu nhớ không? Thì biết rồi. Bà cũng bị bệnh y chang như bà vậy đó. Biết rồi. Mà bây giờ bà hết bệnh rồi. Là hết bệnh hay là hết thở? Cái này là bà hết bệnh, bà giảm ho, bà giảm viêm phế quản gì đó, hay lắm, bà uống cái gì đó. Bác sĩ nói là nên đi khám định kỳ, kết hợp điều trị theo phác đồ của bác sĩ kê. Mình kết hợp theo sử dụng những cái sản phẩm mà chiết xuất từ cái cây cao lá hen á. Tôi nghe nói mấy cái sản phẩm mà hỗ trợ điều trị á, thì cũng phải lựa coi là hãng sản phẩm chính hãng đàng hoàng, chứ mua tào lao trôi nổi là tiền mất tật mang đó. Khoan, chờ tôi chút nha. Gì vậy? Đi đâu? Đi đâu hả? Bí mật. Tôi sợ hai người về rồi. Đây. Cái gì mà chạy hào hển vậy? Đi qua nhà bà Tư lấy cho bà. Cái gì? Đây là sản phẩm chiết xuất từ cao lá hen, giúp 96,7% người dùng giảm nhanh đàm ho khó thở, giảm tái phát đợt cấp và các biến chứng như là
hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng, đăng trên tạp chí y khoa Hoa Kỳ đó nha. Cảm ơn bà nha. Nhưng mà sản phẩm này hiệu quả sao? Sau 5 đến 7 ngày, đàm sẽ loãng ra, người bệnh á tăng ho lên rồi tống đàm ra. Sau 30 ngày giảm ho rõ rệt, bà uống đủ 3 đến 6 tháng là bà không còn lo tái phát đợt cấp đó và các biến chứng nữa đó nghe. Giờ chúc mừng ba đứa mình, bà sắm ba bộ đồ lộng lẫy, ra chợ mua giải liền may liền. Vậy đi, ra chợ mua giải đi. Trời ơi, ngon ghê quá. Đi lẹ. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.